Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng thầy. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, Chúa Giêsu nói với các môn đệ: "Đã đến giờ Con Người được tôn vinh. Quả thật, Thầy nói với các con, nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không chết đi, thì chỉ trơ trọi một mình. Nhưng nếu nó chết đi, thì sẽ sinh nhiều bông hạt. Ai yêu sự sống mình thì sẽ mất, và ai ghét sự sống mình ở đời này, thì sẽ giữ được nó cho sự sống đời đời. Ai phụng sự Thầy, hãy theo Thầy, và Thầy ở đâu thì người phụng sự Thầy cũng sẽ ở đó. Ai phụng sự Thầy, Cha sẽ tôn vinh người ấy." Đó là lời Chúa. Trong kính Đức Cha, kính thưa quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý thầy và cộng đoàn phục vụ đang hiện diện ở nơi đây, trước hết là con xin được ngỏ đôi lời với gia đình huyết tộc linh thông của cha cố Giuse. Gia đình tam quyến thân mến, tôi xin được cùng người cha chung của gia đình giáo phận và cộng đoàn phục vụ hiện diện cũng như không thể hiện diện nơi đây một lần nữa xin được chia sẻ nỗi buồn đau và nỗi buồn tủi của gia đình tang quyến. Nỗi buồn đau, người thân của gia đình cha cố Giuse đã được Đức Kitô, người thầy, người bạn và là cứu Chúa mà cha cố đã suốt một đời tin theo và phục vụ, vào lúc 8:45 sáng ngày hôm thứ hai vừa qua, Đức Kitô, người đã đến gặp và thực hiện lời Ngài đã hứa năm xưa với cha cố Giuse rằng Thầy sẽ trở lại và đem anh em về với Thầy. Để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó với Thầy. Để Thầy ở đâu thì anh em cũng ở đó với Thầy. Thưa đại gia đình tam quyến, tôi thiền nghĩ là không thể có lời an ủi nào, lời phân ưu nào của chúng tôi dành cho gia đình tam quyến trong những ngày này lại có sức xoa dịu nỗi đau tang chế của gia đình tam quyến như lời ban sự sống của Chúa chúng ta mà chúng ta vừa được nhắc lại. Để Thầy ở đâu thì anh em cũng ở đấy với Thầy. Xin gia đình tăng quyến mỗi người cố gắng lắng nghe cho được lời Đức Giêsu Kitô giờ đây người muốn nói với từng người trong gia đình tăng quyến. Này con thân yêu, con hãy vững lòng tin tưởng và trong nỗi buồn đau tang chế này thì hãy biết tạ ơn của người thân của con là Linh Mục Giuse. Vì ta ở đâu thì người thân của con cũng ở đó với ta. Thứ đến nỗi buồn tủi. Chắc chắn rồi, một nỗi buồn tủi rất sâu đậm đang chất chứa trong lòng từng người của quý gia đình tang quyến. Tại tòa giám mục chúng ta chưa bao giờ lại có một ngày tang, nhiều ngày tang như những ngày vừa qua của cha Giuse mà lại buồn tẻ vắng vẻ như những ngày tang chế này. Mong là nguồn tin sau đây từ Đài Phát thanh Vatican
được gửi đến toàn thế giới sáng hôm qua ngày 1 tháng 6 nhắc lại cái thống kê cuối tháng 4 năm 2021 có thể xoa dịu phần nào nỗi buồn đau buồn tủi của gia đình. Trong tháng qua, nghĩa là tháng 4, giáo hội Ấn Độ đã mất đi ít nhất là 20 linh mục do Covid-19. Và theo thông tin chính thức thì từ ngày 20 đến ngày 23 tháng 4, chỉ 4 ngày thôi, đại dịch đã cướp đi 14 sinh mạng của các linh mục. Đây là những sự ra đi cô đơn tận cùng trong số hàng ngàn cuộc ra đi của các linh mục, tu sĩ trên toàn thế giới. Di hài các ngài thành tro bụi trong vắng lặng thề đường, không bóng dáng người thân, không bạn bè và không lễ tang tiễn biệt. Nhưng thưa đại gia đình tang quyến, trong bằng con mắt đức tin chúng ta nhận ra rằng những bước chân rời bỏ nhân gian này đi vào cõi sống đời đời trong hoàn cảnh dịch bệnh của quý linh mục tu sĩ, trong đó có người thân của gia đình và là người anh của chúng tôi, cha cố Giuse, đã làm cho các ngài được nên giống hơn với Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta trong cái thảm cảnh mà Chúa chúng ta đã gánh chịu năm xưa sau khi phải chịu chết nhục nhã trên đồi Canvê. Ngài đã được Giuse Arimathe cùng ông Nicodemo và vài người khác thôi an táng vội vàng trong một ngôi mộ đá, và sau đó chỉ còn lại những người lính canh giữ. Ngoài ra là không gì hết. Thế đó con Thiên Chúa làm người không có được một đám tang. Chút nữa đây trong kinh nguyện thánh thể chúng ta được hiệp cùng Đức Cha Chủ Tế dâng lời cầu nguyện rằng: Lạy Chúa, xin Chúa nhớ đến tôi tớ Chúa là cố linh mục Giuse mà Chúa vừa gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại với người. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa. Trên đồi sọ, con Chúa Đức Giêsu Kitô đón nhận cái chết cuối cùng, cái chết quyết định. Còn trên con đường thập giá khởi đầu từ Nazareth đến Bethlehem thì Ngài đã bắt đầu chết dần, chết mòn vì tội lỗi chúng ta và vì tội lỗi nhân loại. Con Thiên Chúa đã phải sinh ra trong hang bò lửa, phải chịu đặt nằm trong máng cỏ hôi tanh. Con đường thập giá, con đường chết đi của con Thiên Chúa đã khởi đầu như thế, để rồi kéo dài lê thê suốt 33 năm qua mọi vùng đất khô cằn sỏi đá và khô cằn tình người, để từ Bethlehem đến tận Ai Cập, từ miền đất nghèo Nazareth đến tận đỉnh núi sỏi đá ở nơi ấy thấm đẫm máu châu báu của Ngài, vị cứu Chúa của chúng ta và của nhân loại. Kẻ đã chết như con Chúa, như cha cố Giuse chúng ta đây cũng đã được nên giống thầy mình vì suốt một đời cứ dần chết đi như con Chúa. Trước hết, Ngài đã được đón nhận niềm tin son sắt từ cha mẹ, một đức tin không có gì có thể làm chuyển lay, đúng như mẫu niềm tin của ông Gióp mà chúng ta vừa nghe. Có ai thay tôi dùng bút sắt, bút đồng chép lại hay khắc vào đá để lưu giữ muôn đời? Lưu giữ cái gì thưa công đoàn? Thưa, đó là một niềm tin, và niềm tin đó là tôi biết đấng cứu chuộc tôi hằng sống, và cuối cùng tôi sẽ đứng dậy trên bụi đất. Tuyệt vọng thực sự cho ai không tin vào cuộc sống, cuộc đời hằng sống, nghĩa là sự sống đời đời, và không tin vào sự sống lại của thân xác. Cha Giuse cũng như chúng ta đã tìm thấy hai niềm tin căn cơ này trong Đức Giêsu Kitô, đấng đã phán trước nấm mồ của một người chết, đó là anh Lazaro. Anh đã được an táng 4 ngày rồi. Chúa phán với chị Thánh Martha và cả với mọi người có mặt hôm đó, và hôm nay Ngài khẳng định lại với chúng ta: ta là sự sống lại và là sự sống.
ai tin ta thì dầu có chết cũng sẽ được sống, và kẻ nào sống mà tin ta sẽ không chết bao giờ. Một niềm tin như vậy tạo nên hy vọng, một niềm hy vọng chắc chắn là có thể làm khởi sinh sức sống và sức mạnh. Cha Phêrô trân quý niềm tin này và Ngài muốn chia sẻ niềm tin quý giá này cho tha nhân. Vì thế mà trước hết, con đường niềm tin của người đúng là con đường thập giá, con đường của hạt lúa chịu mục nát đi, kéo dài lê thê từ miền Bắc vào miền Nam. Con đường ơn gọi của Ngài cũng đúng là con đường thập giá, con đường của hạt lúa chịu mục nát đi, kéo dài lê thê từ Tiểu Chúng Việt Xuân Phong Nghệ An và tới Đại Chúng Việt Xuân Bích Huế ở miền Trung. Còn con đường sống ơn gọi phục vụ và chia sẻ của Ngài cũng là con đường của hạt lúa chịu mục nát đi, từ Phó Sứ Vĩnh Đức đến tuyên úy quân đội tại Đắk Nông, và sau đó là 9 năm dài Ngài hy sinh, Ngài thể nhập vào cuộc sống ở một khu vực gọi là trại Mê Văn, chia sẻ vui buồn và nâng đỡ anh chị em đồng cảnh ngộ. Bà con giáo dân, các giáo xứ Đức Hạnh, Giáo hạt Đắc Min, Duy Hòa Đoàn Kết, Giáo hạt Mẫu Tâm ngày nay đã được đón nhận cái sự từ sự tận tụy của Ngài, lòng yêu thương hy sinh phục người, phục vụ trong khiêm tốn và hiền lành theo gương mẫu và lời dạy của thầy mình là Đức Giêsu Kitô. Ngài đã chấp nhận làm hạt lúa mì chết đi theo kiểu mẫu lúa mì tuyệt hảo, là hạt lúa mì Giêsu Kitô mà Thiên Chúa Cha đã gieo vào mảnh đất đời người, để rồi ở bất cứ đâu mà Đức Giêsu Kitô lại gieo Ngài, dù là đất sỏi đá, dù là đất mò mỡ, thì Ngài vẫn luôn luôn chết đi. Tôi tin rằng trong 52 năm 3 ngày trong ơn gọi linh mục hy sinh phục vụ, trong đó có 49 năm làm mục vụ và 3 năm hưu dưỡng, hạt lúa linh mục Giuse đã chịu thối đi để sinh sản vô số những rễ lúa niềm tin, sự công tín, những rễ lúa của lòng yêu thương nơi những mảnh đất hồn người mà Ngài được giao phó và được gặp gỡ. Thế là cha cố Giuse đã làm thỏa dạ thầy mình như Ngài đã phán dạy: ai phụng sự thầy thì hãy theo thầy, và thầy ở đâu thì kẻ phụng sự thầy cũng sẽ ở đó. Ở dưới thế gian này, cha cố Giuse đã đi theo và ở cùng thầy Giêsu mọi nơi và trên mọi nẻo đường mà Giêsu đang đi. Chúng ta tin rằng giờ này đây trên cõi trời vinh phúc, Chúa chúng ta cũng thực hiện lời người đã phán: thầy ở đâu thì người kẻ phụng sự thầy cũng sẽ ở đó. Chúng ta tiếp tục dâng hy tế giao hòa của Đức Kitô để cầu nguyện cho cha cố Giuse. Chúng ta tin tưởng rằng cha cố sẽ được ban thưởng để hưởng dồi dào lòng Chúa xót thương, và Ngài có thể không khẳng định, Ngài có thể không thể mà không khẳng định với chúng ta như Thánh Phaolô đã xác quyết với tín hữu Roma rằng: quả thật nếu khi chúng ta còn là thù nghịch mà chúng ta đã được giao hòa với Thiên Chúa nhờ cái chết của con người, thì khi đã được giao hòa rồi, hẳn chúng ta càng được cứu rỗi hơn trong sự sống của chính Đức Kitô. Xin được hiệp cùng cha, thưa cha cố Giuse, để tạ ơn Chúa vì tình thương của Chúa qua Đức Giêsu Kitô và trong Thánh Thần tình yêu đã ban cho cha. Và xin cha cũng cầu nguyện đặc biệt cho chúng con, anh em linh mục, những người em của cha đang từng ngày cố gắng trở nên hạt lúa mục nát đi vì yêu thương, vì hy sinh phục vụ trong lòng xã hội và giữa lòng xã hội. Chúng con xin cảm ơn cha.